Kính chào quý vị và các bạn đến với chương trình tìm hiểu tin mừng Chúa Nhật của truyền thông tỉnh dòng Chú Cú Thế Việt Nam. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu bài tin mừng Marco chương 16 câu 15 đến câu 20 là bài tin mừng được Hội Thánh Công giáo công bố trong lễ Chúa Thăng Thiên năm Phụng Vụ B. Đoạn tin mừng này thuộc về cái phần kể lại cuộc hiện ra cuối cùng của Chúa Giêsu và biến cố Đức Giêsu được đưa lên trời. Kính thưa quý vị và các bạn, bài tin mừng hôm nay mắc cô chương 16 câu 15 cho đến câu 20. Ờ, uh, trong thực tế là được trích từ phần cuối cùng của một đơn vị văn chương mà người ta thường gọi là phần kết quy điển của sách tin mừng thứ hai. Tức là uh, cái phần kết này kéo dài từ câu 9 cho đến câu 20 của chương 16. Cái phần kết quy điển này không có ở trong các cái thủ bản cổ xưa nhất của sách tin mừng Marco. Đây có lẽ là một tài liệu của thế kỷ thứ hai đã được thêm vào Ờ, có thể là do các uh, tín hữu cảm thấy khó chấp nhận cái sự kiện là một cuốn sách tiên mừng mà lại kết thúc với câu chuyện các người phụ nữ sợ hãi Ê, thế cho nên cái phần này được thêm vào khoảng thế kỷ thứ hai ờ, và như thế tức là không do tác giả Marco biên soạn nhưng mặc dù vậy phần kết này uh, vẫn bắt nguồn từ một cái truyền thống rất cổ xưa ở trong hội thánh và nó vẫn thuộc về quy điển thánh kinh vì vậy vẫn là lời của Chúa nói với chúng ta. Hôm ấy nhóm 12 đang dùng bữa thì Chúa Giêsu tỏ mình ra cho các ông. Người nói với các ông, anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo tin mừng cho mọi loài thụ tạo. Ai tin và chịu phép rửa sẽ được cứu độ, còn ai không tin thì sẽ bị kết án. Đây là những dấu lạ sẽ đi theo những ai có lòng tin nhân danh thầy họ sẽ trừ được quỷ sẽ nói được những tiếng mới lạ họ sẽ cầm được rắn và dù có uống nhầm thuốc độc thì cũng chẳng sao và nếu họ đặt tay trên những người bệnh thì những người bệnh này sẽ được mạnh khỏe nói xong Chúa Giêsu được đưa lên trời và ngự bên hữu thiên chúa còn các tông đồ thì ra đi rao giảng khắp nơi, có Chúa cùng hoạt động với các ông và dùng những dấu lạ kèm theo mà xác nhận lời các ông rao giảng. Như thường lệ kính thưa quý vị và các bạn, bài trình bày của tôi hôm nay cũng sẽ gồm hai phần. Phần thứ nhất là giải thích bài Tin Mừng và phần thứ hai là một bài gợi ý suy niệm. Bây giờ xin kính mời các bạn bước vào phần thứ nhất giải thích bài tin mừng. Mở đầu trình thuật, tác giả phần kết tin mừng Marco kể ở chương 16 câu 15 rằng Đức Giêsu nói với các môn đệ, anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo tin mừng cho mọi loài thọ tạo. Chúa Giêsu phục sinh, trao sứ vụ thừa sai cho các môn đệ của người. Ở trong tin mừng Matthew ở chương 28 câu 16 đến câu 20 và ở trong tin mừng Luca ở chương 24 câu 47 thì việc sai các môn đệ đi loan báo tin mừng là một phần của cái biến cố Chúa phục sinh hiện ra với các môn đệ của Ngài. Thế tác giả phần kết tin mừng Marco cũng trung thành với cái đặc điểm đó. Nhưng mà ông tường thuật cái cuộc hiện ra của Chúa Giêsu ở trong một cái hình thức phải nói là khá đặc biệt. Ở trong đó ông nhấn mạnh rằng các hoạt động thừa sai của hội thánh sẽ tác động đến toàn thể tạo thành. Hội thánh, cộng đoàn các môn đệ có sứ mạng loan báo tin mừng cho mọi loài thụ tạo. Tất nhiên là điều này không có nghĩa là các môn đệ phải loan báo tin mừng cho cả những thụ tạo không có lý trí, không phải. Bởi lẽ, ở trong cái câu văn kế tiếp thôi, Chúa Phục Sinh sẽ nói với các môn đệ rằng sự ứng đáp tích cực đối với lời rao giảng của các môn đệ sẽ được thể hiện ở cái hành vi tin và đón nhận phép rửa của người ta. Tức là gì? Tức là những hành động của thụ tạo có lý trí. Cho nên mặc dù ở đây nói là loan báo tin mừng cho mọi loài thụ tạo Nhưng điều đó thì là một cách nói để diễn tả là loan báo tin mừng cho mọi người Không phân biệt ai, không loại trừ ai Rồi Chúa nói ở câu 16 Ai tin vào chịu phép rửa sẽ được cứu độ Còn ai không tin thì sẽ bị kết án Ứng đáp lại với lời rao giảng tin mừng của hội thánh thì bất cứ ai tin và chịu phép rửa đều sẽ được Thiên Chúa cứu độ. Tức là được Thiên Chúa cứu cho khỏi cái sự chết về phương diện thiêng liêng, khỏi cái án phạt do tội. Ở trong bản văn Hy Lạp, kính thưa quý vị, chỉ có một mạo từ duy nhất chi phối cả hai phân từ tin và chịu phép rửa. À, và như vậy là tác giả bản văn Hy Lạp nối kết hai hành động tin và chịu phép rửa vào với nhau một cách chặt chẽ để mô tả cái việc người ta đón nhận tin mừng một cách hữu hiệu việc đón nhận tin mừng của hội thánh loan báo như vậy được thực hiện bằng một hành vi ở bên trong là tin và được diễn tả bằng một hành vi ở bên ngoài là chịu phép rửa hai hành động đó tin và chịu phép rửa liên kết chặt chẽ với nhau để diễn tả sự đón nhận tin mừng mà hội thánh công bố. Mặc dù là các tác giả của Tân Ước thường vẫn cho rằng ở trong trường hợp bình thường ở trong trường hợp bình thường thì mỗi người tin sẽ được chịu phép rửa. Nhưng mà ở Marco chương 16 câu 16 mà chúng ta đang đọc đây thì lại không có nghĩa rằng chịu phép rửa là một yêu cầu cần thiết để được cứu độ một cá nhân nào đó được cứu độ thì phải tin và chịu phép rửa, không phải như vậy. Và chúng ta sẽ thấy ở nửa sau của câu 16 này á, sẽ nói rõ rằng ai không tin và tin mừng mà hội thánh loan báo thì sẽ bị thiên chúa kết án, ngụ ý là kết án trong ngày phán xét cuối cùng. Chúa Chúa Giêsu phục sinh nói rất rõ, còn ai không tin thì sẽ bị kết án. Vậy cái cơ sở để người ta bị kết án là sự không tin chứ không phải là sự thiếu sót trong việc uh, uh, tuân thủ bất cứ cái nghi lễ nào, cho dù đó là phép rửa. Cho nên uh, có thể nói yêu cầu duy nhất để một người được Thiên Chúa cứu độ đó là đức tin của người người đó vào Thiên Chúa, đức, sự đón nhận của người đó, uh, sự đón nhận của người đó đối với tin mừng mà Hội Thánh loan báo. Ở trong thư gửi tín hữu Roma chương 3 câu 28, Thánh Phaolô nói rất rõ ràng, thật vậy chúng tôi nghĩ rằng người ta được nên công chính vì tin chứ không phải vì làm những gì luật dạy. Ở trong thư gửi tín hữu Efeso chương 2 câu 8 cho đến câu 10 thì Thánh Phaolô viết: "Quả vậy, chính do ân sủng và nhờ lòng tin mà anh em được cứu độ. Đây không phải bởi sức của anh em mà là một ân huệ của Thiên Chúa cũng không phải bởi việc anh em làm để không ai có thể hãnh diện thật thế Thánh Phaolô viết tiếp chúng ta là tác phẩm của Thiên Chúa chúng ta được dựng nên trong Đức Kitô Giêsu để sống mà thực hiện công trình tốt đẹp Thiên Chúa đã chuẩn bị cho chúng ta đó là những lời dạy rất là tường minh của Thánh Phaolô rằng yếu tố khiến cho người ta được cứu độ là tin và tin đó là kết quả của ân sủng của Thiên Chúa Vì vậy có thể nói rằng Dù khẳng định Ai tin và chịu phép rửa sẽ được cứu độ Nhưng tác giả phần kết của tin mừng Marco mà chúng ta đang đọc đây Không có ý nói rằng Việc chịu phép rửa là một đòi buộc khẩn thiết Bắt buộc phải thực hiện Để người ta có thể được cứu độ điểm quan trọng nhất vẫn là tin và cái nếu có chữ phép rửa bên ngoài hay không chữ phép rửa bên ngoài thì đó cũng chỉ là một hành động diễn tả sự đón nhận tin mừng thôi chứ còn cái cốt yếu để người ta được cứu hay là người ta bị kết án là nằm ở chỗ người ta tin hay không tin và tin mừng người ta chấp nhận hay không chấp nhận tin mừng mà hội thánh công bố rồi tiếp tục nói về việc loan báo tin mừng của hội thánh, Chúa phục sinh nói ở Ma-cô chương 16 câu 17 câu 18. Đây là những dấu lạ sẽ đi theo những ai có lòng tin. Nhân danh Thầy, họ sẽ trừ được quỷ, sẽ nói được những tiếng mới lạ, họ sẽ cầm được rắn và dù có uống nhầm thuốc độc thì cũng chẳng sao. Và nếu họ đặt tay trên những người bệnh thì những người bệnh này sẽ được khỏe mạnh. Các câu này liệt kê 5 loại dấu lạ sẽ dành cho những người tin. Dấu lạ, dấu lạ là những sự kiện, dấu lạ là những sự kiện siêu nhiên chứng thực cho cái nguồn gốc thiêng liêng của sứ điệp của các tông đồ. Như chúng ta sẽ thấy được nói ở câu cuối cùng của trình thuật tin mừng hôm nay, cô chương 16 câu 20, các dấu lạ được kèm theo là để chứng thực lời rao giảng các dấu lạ có giá trị chứng thực cái đức tin mà các tiên hữu sơ khai tuyên xưng. Và dựa vào điều đó rồi dựa vào các bằng chứng lịch sử của giáo hội sơ khai sẽ rất là hợp lý khi chúng ta kết luận rằng những dấu lạ xác thực được nêu ở bản văn tin mừng mà chúng ta đang đọc đây chỉ mang tính quy chuẩn cho thời đại của các thánh tông đồ như thánh phaolô sẽ nói ở trong thư gửi thứ thứ hai gửi tín hữu corinto ở chương 12 câu 12 rằng anh em đã thấy thực hiện nơi anh em những dấu lạ của sứ vụ tông đồ tác giả thư Hippri thì viết ở trong thư hebrew chương 2 câu 3 cho đến câu 4 rằng ơn cứu độ cao quý đầu tiên đã được chúa rao giảng rồi được những kẻ nghe cho chúng ta thấy là có hiệu lực đồng thời được thiên chúa chứng thực bằng những dấu lạ điềm thiêng bằng nhiều quyền năng khác nhau và bằng các ân huệ của thánh thần mà người phân phát tùy ý muốn của người. Đó là lời của uh, tác giả thư hippri Thiên chúa chứng thực lời đức tin và lời rao giảng bằng những dấu lạ điềm thiêng, bằng những quyền năng mà thiên chúa thi thố. vậy là các dấu lạ và điểm thiêng đó là để chứng thực lời rao giảng mà trước hết là lời rao giảng của các tông đồ. Vậy để hoàn thành uh, sứ mệnh của mình thì những người tin và cụ thể là những người tin uh, là các thánh tông đồ sẽ được ban cho cái khả năng làm những điều kỳ diệu nhân danh Chúa Giêsu. Vậy như tôi nói hồi nãy thưa kính thưa quý vị và anh chị em, bản văn nói với chúng ta năm dấu lạ sẽ đi kèm với lời rao giảng của các tông đồ. Dấu lạ thứ nhất. Đó là những người tin các tông đồ sẽ xua đuổi ma quỷ. Qua cái dấu lạ này, qua cái việc xua đuổi ma quỷ thì các ngài thể hiện cái chiến thắng của Chúa Giêsu trên vương quốc của Satan. Ở trong tin mừng Marco, chúng ta thấy nhóm 12 rồi sau đó là nhóm 70 đã trục xuất ma quỷ và cái khả năng trừ quỷ này sẽ vẫn được tiếp tục trong hội thánh thời các tông đồ như chúng ta có thể thấy được kể lại ở trong sách công vụ chương 8 câu 7, sách công vụ chương 16 câu 18, chương 19 câu 15 đến câu 16. Đấy dấu lạ thứ nhất thể hiện quyền năng và chiến thắng của Chúa Giêsu trên Satan đó là các tông đồ và những người tin có thể xua trừ được ma quỷ. Dấu lạ thứ hai được Chúa Giêsu nói ở đây đó là những người tin sẽ nói những thứ tiếng mới lạ. Có lẽ ở đây ám chỉ đến các ngoại ngữ. Trước đây các người tin hay các môn đệ không hiểu được hay không nói được, bây giờ họ có thể sử dụng, họ có thể nói. Và điều này đã được chứng minh vào ngày lễ ngũ tuần như được kể ở trong sách công vụ chương 2 câu 4 đến câu 11. Và sau ngày lễ ngũ tuần là ở trong đời sống của hội thánh tiên khởi như chúng ta có thể xem thấy ở trong sách công vụ chương 10 câu 46, chương 19 câu 6, thư gửi tín hữu thư thứ nhất gửi tín hữu Corinto chương 12 câu 10, chương 14 câu 1 cho đến câu 24. Những đoạn văn đó cho thấy ở trong hội thánh tiên khởi quả thực là có cái ơn được nói những thư tiếng mới lạ và đó chính là dấu lạ thứ hai đi kèm với lời rao giảng và chứng thực cho giá trị đích thực của tin mừng mà những người tin và hội thánh công bố. Dấu lạ thứ ba và dấu lạ thứ tư là những người tin sẽ cầm được rắn và dù có uống nhầm thuốc độc thì cũng chẳng sao. Ở trong bản văn Hy Lạp, thưa quý vị, hai mệnh đề họ sẽ cầm được rắn và thứ hai họ sẽ uống nhầm thuốc độc hai mệnh đề đó được hiểu là các mệnh đề điều kiện các mệnh đề điều kiện và cách hiểu đúng sẽ là nếu họ bị bắt buộc phải cầm rắn trong tay và nếu họ bị bắt buộc phải uống chất độc chết người thì những điều đó cũng sẽ không thể gây hại cho họ lời hứa về cái sự miễn trừ nhờ sự bảo vệ của Thiên Chúa ở trong cả hai tình huống này cầm rắn và uống thuốc độc đấy lời hứa về cái sự an toàn không bị sao trong cái trường hợp đó có lẽ muốn ám chỉ đến cái trường hợp những kẻ bắt bớ sẽ buộc các tín hữu của Chúa Kitô phải bị nhốt chung với rắn độc và phải uống thuốc độc à, rắn độc nói riêng và các loại thú dữ nói chung Vậy lời hứa của Chúa Giêsu về dấu lạ thứ ba và thứ tư này vì không có ý nói đến trường hợp các tín hữu cầu thả hay liều lĩnh, cầm rắn hay là uống thuốc độc. Đó là những thực hành không được chứng thực trong giáo hội sơ khai. À, vì thực ra thì ở trong sách công vụ chương 28 câu 3 đến câu 5 có kể một sự kiện là Thánh Phaolô không bị bị một con rắn độc quấn vào tay mà ngài không bị sao cả. Đó. nhưng mà sự kiện Thánh Lô gặp một con rắn độc quấn vào tay ở Malta đó được kể ở trong sách công vụ chương 28 câu 3 đến câu 5 chỉ là một sự kiện vô tình, cho nên có thể nói có thể nói là trong sách công vụ nói riêng và trong Tân Ước nói chung đó ta không thấy có ghi lại một trường hợp thực tế nào về một trong hai cái trải nghiệm được mô tả ở đây, tức là cầm rắn hoặc uống thuốc độc mà không vẫn không bị sao như dẫu sao thì uh, trong những hoàn cảnh mà vì tức tin mà người ta bị bó buộc phải uh, lâm vào tình cảnh nguy hiểm thì uh, dấu lạ đi kèm sẽ vẫn là người tín hữu người tin và tin mừng sẽ vẫn được giữ cho bình an nhưng đấy không phải là một hoàn cảnh khó khăn hay là nguy hiểm do mình cầu thả hay liều lĩnh mà lao vào uh, dấu hiệu xác thực cuối cùng dấu lạ thứ năm là những người tin sẽ đặt tay trên bệnh nhân và các bệnh nhân sẽ khỏe lại. À, việc chữa bệnh bằng phương tiện này thực ra cũng được đề cập ở trong sách công vụ chương 28 câu 8 và ở trong thư thứ nhất của Thánh Phaolô gửi tín hữu Corinto chương 12 câu 30 ta cũng thấy cái đặc sủng chữa bệnh được thực hiện ở trong hội thánh tiên khởi. Thế nên cái cái uh, quả thực là ở trong hội thánh tiên khởi và trong cái công cuộc loan báo tin mừng của hội thánh tiên khởi có cái dấu lạ đi kèm đó là việc chữa lành bệnh. Như thế tức là kính thưa quý vị và anh chị em có năm dấu lạ chứng thực được uh, liệt kê ở trong bài tin mừng hôm nay. Thứ nhất là trừ quỷ, thứ hai là nói những thứ tiếng mới lạ, thứ ba là không bị thú giữ hại và thứ tư là không bị sao vẫn được an toàn dù phải uống dù uống phải thuốc độc và chất độc và thứ năm được ơn chữa bệnh. Cần chú ý một điều như tôi đã nói nãy giờ đó là những dấu lạ xác thực được nêu ở đây chỉ mang tính quy chuẩn cho thời đại của các thánh tông đồ mà thôi. Còn sau thời đại các thánh tông đồ trong hội thánh hiện nay chẳng hạn thì có thể có những dấu lạ đó mà cũng có thể không có những dấu lạ đó đi kèm với lời loan báo tin mừng của hội thánh. Rồi tác giả phần kết tin mừng Marco sẽ kể tiếp ở các câu 19 đến câu 20 rằng nói xong tức là nói xong tất cả những điều đó, Chúa Giêsu được đưa lên trời và ngự bên hữu Thiên Chúa. Còn các tông đồ ra đi rao giảng khắp nơi có Chúa cùng hoạt động với các ông và dùng những dấu lạ kèm theo mà xác nhận lời các ông rao giảng. Những câu này bao gồm hai phần liên quan chặt chẽ với nhau. Một đàng, Chúa Giêsu phục sinh được đưa lên trời. Ngụ ý là được Thiên Chúa Cha đưa lên trời. Ở, ở đó, ở trên trời đó, Chúa Kitô phục sinh ngự bên hữu Thiên Chúa, tức là ngự ở trong cái vị thế đầy danh dự và uy quyền. Sự thực của cái 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 chi tiết này của cái thực tại này của điều này chúng ta biết là đã được xác nhận với những tín hữu tiên khởi qua thị kiến của Thánh Stefano trong sách công vụ chương 7 câu 50. À, trong sách công vụ chương 7 câu 50 Thánh Luca kể Được đầy ơn Thánh Thần Ông Stefano đắm đắm nhìn lên trời Ông thấy vinh quang Thiên Chúa Và thấy Đức Giêsu Đứng bên hữu Thiên Chúa Ông nói kìa Tôi thấy trời mở ra Và con người đứng bên hữu Thiên Chúa Đó là đoạn văn chứng thực cho Cái sự thực được kể Ở câu Ở, ở cái chi tiết là Marco chương 16 câu 19 này là theo một nghĩa có thể nói như thế tức là công trình của Chúa Giêsu công việc của Chúa Giêsu ở trên trái đất đã hoàn thành đó là khía cạnh thứ nhất nhưng đằng khác công việc của Chúa Giêsu trên trái đất theo một nghĩa khác vẫn tiếp tục qua các môn đồ đang đi ra khỏi Jerusalem và rao giảng tin mừng ở khắp nơi Chúa phục sinh vẫn đang làm việc với họ bằng cách trao quyền cho họ và xác nhận lời của ngài xác nhận sứ điệp tin mừng mà các môn đồ loan báo bằng các dấu lạ đi kèm các dấu lạ xác thực thông điệp của các tông đồ và nhiệm vụ loan báo tin mừng của hội thánh sẽ vẫn tiếp diễn qua các môn đồ và được các môn đồ đó là những người được chúa phục sinh trao quyền năng để công bố tin mừng. Và cuối cùng, bản văn quy điển của sách tin mừng Marco kết thúc ở đó. Kính thưa quý vị và các bạn, ở trong khung cảnh của lễ thăng thiên, tôi xin gợi ý ba suy niệm nhỏ. Suy niệm thứ nhất, Điểm đặc biệt đáng chú ý là tác giả của phần kết tin mừng Marco khi kể rằng Chúa Giêsu được đưa lên trời thì đã không sử dụng bất cứ một chi tiết ly kỳ nào để miêu tả chính cái biến cố thăng thiên. Ông cũng không nói gì về tâm tình hay cảm xúc của những người được chứng kiến biến cố Chúa Giêsu phục sinh được đưa lên trời tất cả những điều này làm cho trình thuật tin mừng sẽ khác hẳn sẽ khác hẳn những câu chuyện truyền kỳ và hoang đường thời bấy giờ tác giả tin mừng đã không mô tả chính việc Đức Giêsu lên trời cái điều mà cái điều mà tác giả của đoạn tin mừng này quan tâm đó là giúp cho các tín hữu ở thời đại ông sống cái sứ mạng của họ theo thánh ý của Thiên Chúa. Ông không bận tâm đến thái độ và phản ứng của các đồ đệ chứng kiến cuộc thăng thiên mà ông chú ý đến việc hội thánh, hội thánh phải lấy lập trường đức tin như thế nào đối với mầu nhiệm thăng thiên và mầu nhiệm cánh chung. Những điểm chính yếu là lập trường căn bản mà các môn đệ mà hội thánh phải có đối với cái mầu nhiệm cánh chung. Vì thế cho nên tác giả tin mừng nhấn mạnh rằng hội thánh phải tin chính Đức Giêsu ở trong hiện tại của hội thánh đang điều khiển lịch sử và công trình loan báo tin mừng của hội thánh. Và Ông nói rất rõ, đây là những dấu lạ sẽ đi theo những ai có lòng tin. Nhân danh thầy họ sẽ trừ được quỷ, sẽ nói được những tiếng mới lạ. Họ sẽ cầm được rắn và dù có uống nhầm thuốc độc thì cũng chẳng sao. Và nếu họ đặt tay trên những người bệnh thì những người này sẽ được mạnh khỏe. Đó chính là những cái hành động quyền năng mà Chúa Giêsu sẵn sàng thi thố khi hội thánh công bố tin mừng ở giữa thế giới và phần hội thánh sau khi Chúa Giêsu đã được đưa lên trời rồi thì các tông đồ như tác giả nói ở câu 20, các tông đồ ra đi rao giảng khắp nơi, có Chúa cùng hoạt động với các ông và dùng những dấu lạ kèm theo mà xác nhận lời các ông rao giảng. Vậy cái yếu tố quan trọng ở trong biến cố thăng thiên được mô tả ở trong sách tin mừng hôm nay đó đó là thái độ và lập trường của hội thánh, thái độ và lập trường của hội thánh. Đối với công việc loan báo tin mừng và nhất là đối với sự hiện diện đầy quyền năng của Đức Chúa ở trong hội thánh trong lịch sử và trong công cuộc loan báo tin mừng của hội thánh. Chúng ta cũng vậy phải tránh đi những cái sự tò mò về những chi tiết ly kỳ liên quan đến cuộc thăng thiên của Chúa. Suy niệm thứ hai. Liên quan đến mầu nhiệm thăng thiên mà chúng ta cử hành hôm nay. Thì cứ theo những gì mà Kinh Thánh trình bày Chúng ta có thể nói thế này Thực tại thăng thiên mà chúng ta cử hành Là một thực tại có hai khía cạnh Một bên là mầu nhiệm Đức giê -xu phục sinh Đi vào trong cõi của Thiên Chúa Một cách vô hình Và tác giả nói người ngự bên hữu Thiên Chúa Còn ở bên kia là cái biến cố Đức Giê-xu từ giã thế gian này một cách hữu hình tác giả nói người được đưa lên trời khía cạnh thứ nhất khía cạnh mầu nhiệm và vô hình người ngự bên hữu thiên chúa được là, là cái khía cạnh trình bày cuộc tôn vinh chúa phục sinh trên cõi trời và cái điều đó mang đậm cái chiều kích thần học cái khía cạnh này mang đậm chiều kích thần học vượt quá cái giác quan của chúng ta và cái khía cạnh này của mầu nhiệm đó chỉ có thể được chấp nhận nhờ lòng tin và nhờ ơn của chúa thánh thần còn cái khía cạnh thứ hai cái khía cạnh hữu hình à, chúa giêsu được đưa lên trời cái khía cạnh này là một sự kiện xảy ra ở trong lịch sử thuộc phạm vi của những thực tại mà người ta có thể kinh nghiệm được Đấy, trong mầu nhiệm à, thăng thiên có hai cái khía cạnh đó Tiếp theo những gì được trình bày trong bài tin mừng hôm nay thôi. Khía cạnh thứ nhất, khía cạnh màu nhiệm mới là điều chính yếu và nó thuộc về nội dung căn bản của lòng tin. Còn cái sự việc Chúa Giêsu chia tay các đồ đệ sau 40 ngày là một biến cố xảy đến như một ân huệ mà Thiên Chúa thương ban cho chúng ta vì cái bản tính yếu đuối của con người có giác quan của chúng ta. Về cái sự kiện xảy ra vào lúc kết thúc 40 ngày thì không thể diễn tả trọn vẹn đầy đủ và tương xứng với chính cái mầu nhiệm của đức tin rất là thâm sâu vượt quá cái giác quan của con người. Và hôm nay chúng ta mừng đúng là 40 ngày sau lễ phục sinh Chúng ta mừng lễ Chúa Giêsu lên trời Nhưng mà cái sự kiện đó chỉ là khía cạnh hữu hình à, Cảm nhận được thấy được của mầu nhiệm thôi còn khía cạnh chính yếu là khía cạnh thuộc lòng tin đó là Chúa Giêsu phục sinh đi vào trong cõi vinh quang của Thiên Chúa suy niệm thứ ba chính vì những điều chúng ta vừa nói ở trên cho nên khi mô tả biến cố Chúa Giêsu thăng thiên thì các tác giả tin mừng luôn có ý giữ một cái tinh cái, cái 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 tâm tình rất là kính cẩn trước cái mầu nhiệm tác giả tin mừng tránh mọi chi tiết mang tính huyền thoại ông chỉ giữ lại ở mức tối thiểu những hình ảnh văn chương mà không thể không dùng để diễn tả cái mầu nhiệm nên để trình bày cái ý tưởng đức chúa phục sinh đã siêu vượt thế giới bị hư nát và bị hỏng này rồi đi vào trong vinh quang của thiên Chúa thì kinh thánh buộc phải dùng lối nói người lên trời. Thế đó là một hình ảnh có giá trị tượng trưng, có giá trị tượng trưng thôi. Và chúng ta phải buộc phải chấp nhận cái hình ảnh có giá trị tượng trưng đó để diễn tả một bầu nhiệm thâm sâu. Vậy khi mà chúng ta nói Đức Giêsu lên trời thì điểm cốt yếu phải tin là Chúa Kitô phục sinh đã sống lại và đã siêu vượt khỏi cái thế giới tù túng, cái thế giới tội lụy, cái thế giới hay thay đổi và đầy đau thương này của chúng ta. Với thân xác phục sinh, Chúa Kitô phục sinh đã đi vào trong một thế giới mới mẻ, thế giới của Thiên Chúa và tác giả nói người ngự bên hữu Thiên Chúa ở câu 19 của bài Tin mừng hôm nay. Cái thế giới đó là thế giới xác thực thiêng liêng mới mẻ và siêu việt và chỉ ở trong thế giới đó mới có sự sống đích thực. Thế giới đó siêu việt chứ không xa cách với thế giới của chúng ta đang sống. Thế giới đó siêu việt chứ không xa cách cái thế giới mà chúng ta đang sống. Đó là một thế giới khác biệt hẳn với cái thế giới của chúng ta về phương diện thực hữu chứ không phải là một thế giới khác với chúng ta về không gian xa hay gần rộng hay hẹp. Chúng ta vẫn có thể sờ đụng nó theo một nghĩa nào đó, chạm được vào cái thế giới đó trong lòng tin, nhờ lòng tin và nơi các bí tích cứu độ mà hội thánh vẫn cử hành. Và đó là một sự tiếp cận mầu nhiệm nhưng đồng thời vẫn rất thật, rất gần. Thật và gần hơn cả cái thế giới phàm tục mà chúng ta đang sống đây. Cho nên Chúa Giêsu đi uh, lên trời thăng thiên là người đi vào trong cái thế giới mầu nhiệm rất thật và siêu việt đó, chứ không phải là người rời xa chúng ta và đi vào cõi trời ở một nơi xa xăm xa cách chúng ta về phương diện không gian, xa cách chúng ta về phương diện khoảng cách không phải. Đấy. Cho nên khi chúng ta nói Chúa Giêsu lên trời, tức là người đi vào trong cái thế giới siêu việt uh, mầu nhiệm rất chân thật tràn đầy sự sống và niềm vui của thiên chúa và chúng ta ngay bây giờ vẫn có thể chạm vào thế giới đó nhờ lòng tin và nhờ các bí tích cứu độ